thì học sinh Xuân Sơn rất thông minh và phụ huynh của Xuân Sơn cũng lại rất hiếu học. Mỗi buổi tối chúng tôi tổ chức các buổi học nhóm, bởi vì không có điều kiện để tập trung các em đến trường thì tất cả các buổi tối là các thầy cô giáo hầu như là có mặt ở tất cả các xóm phía dưới ở khu Xuân Viên. Nhưng ban ngày vào những buổi sáng hoặc buổi chiều, thời kỳ lớp 5 các em học buổi chiều, lớp 6 các em bắt đầu chuyển về buổi sáng, thì như vậy là chúng tôi lên khu vực Mễ Sơn và Đông Sơn. Và có lẽ là kỷ niệm cũng không quên với bạn Tô, và cái nhóm của Tô là nhóm của ngắn, như vậy là đến đấy chỉ có hai bạn thôi, còn các bạn là biến mất. Và như vậy là sau khi như vậy là về thì như vậy các bạn như vậy là vui một đêm nước mắt chạy về và vô tình đến kiểm tra. Như vậy là thật sự là tôi cũng mừng là các em đã biết như vậy là ái hại khi thầy cô giáo đến kiểm tra. Và ở đây có lẽ là sự hiếu học của nhân dân Xuân Sơn, sự khắc chữ của học sinh Xuân Sơn đã để cho chúng tôi một cái niềm thôi thúc dạy sao cho nó thật tốt và cải tiến từng giờ từng ngày. Và cũng báo cáo với các quý vị đại biểu, với tất cả các em, có lẽ đi một số trường, kể cả là sau này về làm quản lý ở trường cấp 2 thị trấn Đông Triều, thì chúng tôi thấy là sự hiếu học của sinh Xuân Sơn là sự nổi trội mà khó có thể có thầy cô giáo nào quên được. Chúng tôi khi đi vào làng đến thăm học sinh thôi, nhưng mà những cụ già các bạn 80-90 rồi vẫn mang những bộ ấm trà ra mời các thầy cô giáo, mặc dù chúng tôi chỉ đám tuổi cháu của các cụ thôi. Như vậy là rất trân trọng. Và nhà nào cũng thế, dù đói, dù nghèo, nhưng luôn luôn muốn rằng cho con học hành đến nơi đến chốn. Và cũng có những em học sinh vì mải chơi cho nên là cũng lại nghỉ học, nhưng chỉ vì mà nghỉ học rồi chúng tôi không cho vào đội văn nghệ. Nhưng mà khi hội diễn thi văn nghệ ở trường thì em cứ nấc non và ở tấm giữa này có một em, như vậy cứ nấc non. Và cuối cùng là chúng tôi bảo nếu mà em phải đi học thì cô mới phải cho em vào đội văn nghệ được. Thế và em lại quay trở lại. Những kỷ niệm ấy có lẽ là trong đời làm thầy của chúng tôi có lẽ không bao giờ quên được. Và trong buổi hội ngộ hôm nay cũng xin thay mặt tất cả các thầy cô giáo xin chân thành cảm ơn sự hiếu học của các em, sự hiếu học của nhân dân Xuân Sơn và sự chỉ đạo sát sao cũng như quan tâm hết mực của chính quyền địa phương Xuân Sơn đã cho chúng tôi được làm thầy và làm thầy trọn vẹn cho đến ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa tất cả các em học sinh thân mến, trong buổi hội ngộ này có lẽ là chúng tôi cũng không thể nói được nhiều hơn, bởi vì rất buồn là cái thế hệ các thầy giáo mà đã từng công tác tại trường Xuân Sơn, hai hiệu trưởng đã ra đi, các thầy cô giáo cũng đã ra đi rất nhiều, bởi vì cũng đều là những người có tuổi và thêm nữa là bệnh tật. Và cũng rất là buồn là có một số em đã ra đi. Nhưng có lẽ là cái điểm mà học sinh Xuân Sơn chúng tôi thấy từ ngay từ tiểu học, và tôi cảm ơn cả cái khóa học này, cảm ơn thầy giáo Cương là người đã dạy lớp 1 của cái khóa học này chúng tôi giỏi ra. Bởi vì các em viết chữ rất đẹp. Riêng khóa học này tôi nói là cho đến năm 75 khi chấm thi tốt nghiệp của các em, tôi không được coi thi, nhưng mà khi chấm thi thì tôi có tham gia chấm thi, hội đồng chấm thi đặt ở tại trường Kim Sơn. Và tôi đã chỉ ra, tôi đã tìm thấy một tập, tức là sau khi chấm ấy, tôi được phân đến một tập, thì có một tập bài tôi chỉ rõ đây là học sinh Xuân Sơn. Và tôi nói là cái bài này của bạn Dọn, và bài thi toán. Và như vậy các em đã để cho chúng tôi những kỷ niệm mà không thể quên được. Từng chữ nét chữ các em tôi vẫn không quên được. Và cả khóa này các em viết chữ rất đẹp. Bởi vì sau đó tôi cũng hỏi tại sao các em viết chữ giống nhau và đẹp như thế, thì các em nói là ngày xưa chúng em học lớp 1 là học lớp thầy Cương. Thầy Cương ra đi rồi. Như vậy là cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo ở Xuân Sơn cũng đã để lại những dấu ấn mà không thể phai mờ trong tâm trí của chúng tôi. Và hôm nay nhiều thế hệ của lãnh đạo của phường Xuân Sơn, mặc dù là điều kiện đời sống gia đình rất khó khăn,
nhưng ngày nào tối nào bác Xuê, bác Nút là chủ tịch của xã Xuân Sơn lúc bấy giờ cũng đến động viên các thầy cô giáo, mặc dù dưới ánh đèn nhỏ nhoi thôi, tường tranh vách đất thôi, nhà tranh vách đất thôi, nhưng chúng tôi luôn luôn nhận được sự động viên ấm áp của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là của phụ huynh Xuân Sơn trong buổi hội nghị này. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo của phường Xuân Sơn, xin chân thành cảm ơn nhân dân Xuân Sơn và tất cả các em học sinh đã dành cho chúng tôi những tình cảm hết sức nồng nhiệt trong buổi hội ngộ ngày hôm nay. Cuối cùng xin thay mặt các thầy cô giáo, dù không về được nhưng mà chúng tôi cũng muốn gửi đến tất cả các em một lời chào thân thương nhất và xin kính chúc sức khỏe tất cả các em, kính chúc các em một gia đình hạnh phúc và mọi sự bình an. Xin cảm ơn cô giáo nguyên chủ nhiệm lớp 7A. Có thể bài phát biểu của cô nhắc lại rất nhiều kỷ niệm, mà toàn những kỷ niệm mà cô đi kiểm tra học sinh. Thì tôi nhớ thời tôi học ấy, thì trên làng Bế Sơn là có hai tổ.